Xin chào tất cả mọi người. Video này mình sẽ nói về quy trình xử lý đơn hàng trên BizSeller và những tính năng hữu ích được đề xuất cho các bạn. Đầu tiên về xử lý đơn hàng, khi đơn hàng được nổ từ các sàn sẽ rơi vào mục chờ xử lý tại BizSeller. Sau đó bạn sẽ nhấn vào chuẩn bị hàng để có thể xác nhận và chuẩn bị hàng. Khi đơn hàng đã được chuẩn bị xong sẽ được chuyển sang mục chờ in. Tại đây các bạn sẽ in ra phiếu giao hàng và đóng gói hàng hóa. Sau đó chúng ta sẽ xác nhận giao hàng. Trong quá trình giao hàng, đơn hàng sẽ được chuyển đến mục chờ lấy hàng và đang giao hàng. Hai mục này là công việc của shipper, vì vậy các bạn cần theo dõi một cách cụ thể xem quy trình đơn hàng đã đến đâu. Sau khi shipper giao hàng xong sẽ đến mục đã hoàn thành. Chúng ta sẽ xem được các thông tin như khách hàng đã trả cho chúng ta bao nhiêu tiền hay ID đơn hàng là gì, vân vân. Vậy là đơn hàng đã được xác nhận thành công. Ngoài ra tại BizSeller còn có thêm một mục tạm giữ. Mục đích của mục tạm giữ này có thể tạm giữ những đơn hàng nếu bạn tạm thời không muốn xử lý những đơn hàng đó. Để xử lý một đơn hàng trên BizSeller, đầu tiên với giao diện của BizSeller các bạn sẽ chọn vào module đơn hàng, sau đó chúng ta sẽ chọn xử lý đơn. Sau khi đã lọc ra thông tin các đơn hàng theo nhu cầu, các bạn sẽ tiến hành chuẩn bị hàng. Tại đây sẽ xuất hiện các đơn hàng mà khách hàng của bạn đã đặt. Chúng ta có thể chọn một hay nhiều đơn hàng cùng lúc, sau đó sẽ nhấn vào chuẩn bị hàng. Nút chuẩn bị hàng tại đây tương tự với việc bạn đang xác nhận đơn hàng với trên sàn. Sau khi chúng ta đã chuẩn bị đơn hàng xong, đơn hàng sẽ được chuyển đến mục chờ in. Tại đây các bạn cũng có thể một lần nữa lọc ra các thông tin theo nhu cầu mong muốn, ví dụ lọc ra sàn thương mại điện tử hay gian hàng. Khi kéo xuống phía dưới, các bạn sẽ được thấy những đơn hàng mà chúng ta xác nhận trước đó. Sau đó, tại mục chờ in, các bạn vui lòng đóng gói hàng hóa và in ra phiếu giao hàng. Đối với BizSeller, chúng mình sẽ hỗ trợ in theo hàng loạt, ví dụ in phiếu xuất hàng hay in phiếu giao hàng và phiếu tổng hợp. Các bạn có thể chọn một hoặc nhiều sản phẩm một lần để có thể in ra phiếu giao hàng. Sau khi đã in ra phiếu giao hàng xong, các bạn sẽ dán phiếu này trên phần đóng gói. Sau đó, chúng ta sẽ chọn một hay nhiều đơn hàng để có thể giao hàng. Nút giao hàng này sẽ đưa các đơn hàng đến mục chờ lấy hàng và đang giao hàng. Tại mục chờ lấy hàng này, các bạn vui lòng đợi shipper đến lấy hàng và quét bưu kiện. Trong quá trình đó, chúng ta có thể in lại phiếu giao hàng nếu đơn hàng của các bạn có bị lỗi về phiếu giao hàng, ướt, rách hoặc một vấn đề nào đó. Sau khi shipper đã lấy hàng và giao cho khách, đơn hàng này sẽ được nằm trong mục đang giao hàng. Tại đây các bạn cũng có thể lọc lại các thông tin, ví dụ như phương thức giao hàng là giao hàng trên BizSeller hay giao hàng trên nền tảng. Tuy nhiên, BizSeller luôn khuyến khích các bạn nên xử lý 100% đơn hàng trên BizSeller. Cũng tại mục đang giao hàng, các bạn sẽ kiểm tra được thông tin sản phẩm như số tiền thanh toán, người nhận khu vực hay ID đơn hàng. Và tại mục này, chúng ta cũng có thể một lần nữa in ra phiếu giao hàng hoặc in hàng loạt như phiếu xuất hàng và phiếu tổng hợp. Sau khi shipper đã hoàn thành việc giao hàng thì những đơn hàng này sẽ được chuyển đến mục đã hoàn thành. Tại mục đã hoàn thành, các bạn có thể lọc ra những thông tin như lọc theo sàn thương mại điện tử hay gian hàng. Và đây chính là tất cả thông tin của đơn hàng đã được giao thành công. Các bạn có thể xem tại đây. Ngoài ra, chúng ta còn có thể in lại phiếu giao hàng mặc dù đơn hàng đã được giao. Ngoài ra, đây là một số tính năng có thể giúp các bạn xử lý đơn hàng hiệu quả hơn. Đầu tiên là tùy chỉnh phiếu giao hàng. Bạn có thể thiết lập một mẫu phiếu giao hàng và chọn những thông tin cần hiển thị trên phiếu giao hàng như ghi chú người mua hoặc là thông tin dễ vỡ. Ngoài ra, bạn cũng có thể cài đặt những thông tin hàng hóa hiển thị trên phiếu giao hàng để nhân viên kho hàng nhặt hàng bằng phiếu giao hàng một cách nhanh chóng nhất. Tiếp theo là thêm ký hiệu đơn hàng. Cài đặt ký hiệu và thêm ký hiệu cho đơn hàng để phân biệt đơn hàng như đơn hàng ưu tiên, giúp bạn có thể lọc ra đơn hàng nhanh chóng. Tiếp theo là kiểm tra cước vận chuyển. Chúng ta sẽ kiểm tra xem phí vận chuyển thực tế có giống với phí vận chuyển do nền tảng ước tính hay không, để tránh tình trạng chênh lệch phí vận chuyển quá nhiều dẫn đến người bán bị thiệt hại. Tiếp theo là phần quản lý trả hàng. Kịp thời xử lý các đơn hàng, trả hàng và hoàn tiền của đa sàn và đa gian hàng trên BizSeller, không cần về sàn xử lý nữa, giúp cho bạn xử lý các đơn hàng hoàn trả thuận tiện hơn. BizSeller khuyến khích các bạn xử lý các đơn hàng trên BizSeller. Đầu tiên, các bạn có thể xử lý đơn hàng của nhiều nền tảng, nhiều gian hàng một cách nhanh chóng và thuận tiện trên một hệ thống duy nhất. Chúng ta không cần phải thường xuyên thay đổi tài khoản trung tâm người bán, tránh bị cấm tài khoản. Thứ hai, bạn có thể tùy chỉnh mẫu phiếu giao hàng và chọn những thông tin muốn hiển thị trên phiếu giao hàng theo yêu cầu của mình. Điều này sẽ giúp việc lấy hàng dễ dàng hơn và tiết kiệm giấy. Cuối cùng, bạn có thể quản lý tồn kho của nhiều gian hàng một cách khoa học và thông minh. Hệ thống sẽ tự động thêm hoặc trừ tồn kho và cập nhật cho mỗi gian hàng theo thời gian thực hiện để tránh bán quá mức.